Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái với một chiếc mũ có bông hoa rất là to. Các bạn cùng mình tô nhé. Những bông hoa hồng thì mình tô màu đỏ. Chiếc lá mình tô màu xanh nha. Bông hoa ở trên mũ này mình tô màu đỏ, mái tóc mình chọn tô màu nâu. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Và cách tô màu này của mình các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.